Chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh sẽ chia sẻ về chủ đề Thức tỉnh tâm linh, sức mạnh của nghiệp tích cực. Nếu chúng ta nhìn vào kinh nghiệm của chính mình, chúng ta thấy rằng những suy nghĩ, cảm xúc và hình ảnh bản thân liên tục phát sinh kết thúc và tái sinh chúng ta thấy rằng những gì mà chúng ta gieo vào ý thức của mình trong một khoảnh khắc nào đó sẽ quyết định những gì chúng ta trải nghiệm trong tương lai đây cũng là những gì chúng ta trải qua khi đi từ đời này sang đời khác vì vậy trên hết chúng ta nên quan tâm đến việc tạo nghiệp tích cực để tạo nền tảng cho sự giác ngộ trong tương lai của chúng ta mục đích của nghiệp tích cực là tinh chỉnh và chuyển hóa tâm trí của chúng ta sự tận tâm mở ra trái tim của chúng ta từ bi làm tan biến bản ngã nhận thức thuần túy biến đổi nhận thức của chúng ta phục vụ người khác đặc biệt là những người nương tựa vào chúng ta là mục đích cao đẹp chúng ta càng mở rộng trái tim của chúng ta chúng ta càng nhanh chóng đạt đến với tất cả thức tỉnh và giác ngộ bản chất thực sự của tâm trí chúng ta bị bao phủ bởi sự hỗn loạn nghiệp gây ra bởi sự chấp thủ vào bản thân và những thói quen tiêu cực của chúng ta tâm niệm và bản chất thực sự của tâm trí giống như bề mặt và độ sâu của đại dương bề mặt nổi sóng gió bên dưới nó tĩnh lặng và yên bình hầu hết chúng ta không thể nhìn thấy sâu bên trong bản chất thực sự của chúng ta. Bởi vì tâm trí của chúng ta không ngừng tạo ra sự hỗn loạn, đánh lừa chúng ta, giống như một cơn ác mộng, tin rằng chúng ta tách biệt với thế giới và với nhau. Điều này gây ra những cảm xúc tiêu cực, từ thèm muốn và lo lắng đến ghen tị và hung hăng, tràn ra thành những lời nói và hành động không lành mạnh. Mọi nhận thức mọi suy nghĩ cảm giác lời nói và việc làm tiêu cực đều để lại dấu ấn nghiệp tiêu cực trong tâm trí của chúng ta ngăn cản chúng ta khỏi bản chất thực sự của chúng ta mặt khác những tâm thức tích cực để lại những dấu ấn nghiệp tích cực giúp chúng ta mở mang tâm trí nới lỏng sự chấp thủ vào bản thân và làm mỏng đi những rào cản đối với bản chất thật của chúng ta nếu môi trường xung quanh chúng ta hỗn loạn sẽ rất khó để tìm thấy sự yên tĩnh tuy nhiên nếu chúng ta trải nghiệm hòa bình và niềm vui chúng ta sẽ được truyền cảm hứng để tạo ra nhiều hòa bình và niềm vui hơn nữa khi đó bất cứ điều gì chúng ta nói và làm sẽ là lời nói và việc làm của niềm vui và hòa bình chúng ta dần dần nới lỏng sự chấp thủ vào bản thân và cuối cùng chúng ta nhìn thấy bản chất sáng chói của tâm mình nếu chúng ta hoàn thiện nhận thức này chúng ta nhổ bỏ sự nắm bắt ở bản thân và trở nên hoàn toàn thức tỉnh vì vậy chúng ta cần tạo ra những hoàn cảnh có lợi cho sự phát triển của chúng ta vì chúng ta đang sống trong một thế giới được tạo ra và vận hành bởi nghiệp chúng ta phải tuân theo các quy luật của nó và đi trên con đường của nghiệp tích cực một số người cho rằng nghiệp là số phận đó hẳn là nghiệp của tôi và thở dài cam chịu một số tai họa nhưng nghiệp không phải là xấu nó có thể được tốt và chúng ta tạo ra nghiệp của chính mình mỗi suy nghĩ cảm giác và hành động Điều gieo vào tâm trí chúng ta một hạt giống nghiệp thường xuyên nảy sinh thành một trải nghiệm tích cực tiêu cực hoặc trung tính giận dữ và ghen tuông biểu hiện như những trải nghiệm đau đớn bất hạnh những suy nghĩ và cảm xúc vị tha vui vẻ nở hoa thành những trải nghiệm tuyệt vời viên mãn vì vậy chúng ta không cần phải cam chịu nghiệp chứng của chúng ta chúng ta kiểm soát nghiệp của mình mỗi khoảnh khắc là một thời điểm mới một cơ hội để cải thiện cách suy nghĩ và hoàn cảnh của chúng ta vòng luân hồi vòng quay của cái chết và sự tái sinh trong một số kiếp chúng ta có thể tái sinh trong các cõi cao hơn trong những kiếp khác chúng ta đi đến những cõi thấp hơn tùy thuộc vào nghiệp nào của chúng ta đang chính và cách chúng ta sống ở kiếp trước vòng quay của chúng ta trong sinh tử bắt nguồn từ việc nắm bắt bản thân tất cả bạo lực sợ hãi và đau khổ tồn tại trên thế giới đến từ việc nắm bắt bản thân để nhổ tận gốc sự chấp thụ ở bản thân chúng ta cần nhận ra trí tuệ để nhận ra trí tuệ chúng ta cần công đức và tu dưỡng công đức và tu dưỡng giải phóng chúng ta khỏi những cảm xúc tiêu cực nguyên nhân của đau khổ luân hồi và nới lỏng sự bám víu vào bản thân của chúng ta khi điều đó xảy ra chúng ta nhìn thấy bản chất thực sự của tâm mình một khi chúng ta làm như vậy chúng ta có thể thiền định về bản chất thực sự để hoàn thiện sự nhận thức của trí tuệ cho đến lúc đó chúng ta cần phải lập công đức và tu dưỡng nếu chúng ta không giải quyết các mẫu cảm xúc tiêu cực của mình chúng ta nhất định sẽ lặp lại chúng và ở trong vòng luân hồi căn nguyên của mọi khổ nạn tái sinh trong luân hồi điều đó phải được dừng lại ngăn chặn nó phụ thuộc vào việc ngăn chặn các nguyên nhân của nó đó là nghiệp và cảm xúc tiêu cực nếu không có cảm xúc tiêu cực nghiệp chướng sẽ không trở thành nguyên nhân tái sinh tuy nhiên nếu bạn có những cảm xúc tiêu cực thì ngay cả khi không có nghiệp tích lũy những nghiệp mới sẽ nhanh chóng chồng chất vì vậy chúng ta cần kiểm tra lại bản thân và bắt đầu từ vị trí của chúng ta bản ngã của chúng ta vững chắc như một tảng đá chúng ta càng tạo ra nhiều lòng từ bi và sự tận tâm và làm công đức tu dưỡng thì nó càng nhẹ nhàng hơn cuối cùng nó trở thành vô hình một ngày nó tan biến tất cả các dấu vết giống như đám mây của các nghiệp tiêu cực biến mất khỏi tâm trí và bản chất giác ngộ không bị che khuất giống như mặt trời của chúng ta tự phát sáng đôi khi chúng ta nghĩ rằng nghiệp chỉ phụ thuộc vào những gì chúng ta làm tâm trí là yếu tố chính và tiền thân của mọi hành động ai hành động hay nói năng với tâm địa độc ác sẽ tự gây ra khổ đau cho chính mình với một suy nghĩ trong sáng sẽ gây ra hạnh phúc cho chính mình nghiệp có cơ hội lớn nhất để thay đổi cuộc sống của chúng ta khi chúng ta rời bỏ cơ thể của mình lúc chết khi chúng ta bước vào giai đoạn chuyển tiếp giữa cái chết và hóa thân tiếp theo của chúng ta tất cả những gì chúng ta có là tâm trí được giải phóng khỏi sự khắc khe của môi trường xung quanh và cơ thể của chúng ta. Tâm trí của chúng ta vận hành chương trình của riêng nó. Những thói quen nghiệp của chúng ta bộc lộ khi địa hình, cảnh quan và âm thanh thúc đẩy chúng ta đến lần tái sinh tiếp theo. Nếu chúng ta đã nuôi dưỡng lòng từ bi, những hình ảnh của yêu thương sẽ chào đón chúng ta. Không tham, sân, si làm phát sinh các hành động đức hạnh những việc làm bất thiện gây ra mọi khổ đau sinh vào những cõi thấp những hành động đức hạnh khiến chúng ta sinh ra ở cõi cao hơn và hạnh phúc trong tất cả cuộc sống của chúng ta nếu như bạn thực hành những bước sau đây hàng ngày bạn có thể không chỉ mang theo nghiệp tốt cho bản thân mình mà hành động của bạn còn có thể mang lại lợi ích cho những người xung quanh. Điều đầu tiên đó là yêu thương và quên mình. Hầu hết mọi người vào lúc này hay lúc khác thấy mình đang phải chiến đấu với lòng tự trọng, sự tự trách bản thân và sự thiếu tự tin. Nếu như bạn thấy mình bị xa lầy trong những suy nghĩ này, Hãy cố gắng tập trung vào tình yêu và sự tốt đẹp trong cuộc sống của bạn bắt đầu mỗi ngày với một lời khẳng định hàng ngày để tập trung vào những khía cạnh này trong cuộc sống của bạn khi suy nghĩ của bạn thay đổi và hành động của bạn đối với những người xung quanh cũng sẽ thay đổi ý niệm của bạn là nhân tâm bạn là quả khi chúng ta gieo một nhân tốt đẹp vào suy nghĩ của mình thì trái tim của chúng ta nảy sinh lòng trắc ẩn từ bi và bao dung tạo nên từ trường với rung động thật mạnh mẽ điều thứ hai giữ mối hận thù sẽ giữ bạn lại mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng yêu một người mà bạn cho là đã làm tổn thương bạn nhưng về lâu dài sẽ tốt hơn cho bạn và cả người đó nếu bạn thực hành hành động tha thứ và giải phóng những cảm xúc xấu mà bạn có thể nuôi dưỡng bằng cách này bạn loại bỏ những tiêu cực có thể ngăn cản bạn nhận được nghiệp tốt trong cuộc sống của bạn. Điều thứ ba, một trong những cách dễ nhất để gửi thiện nghiệp vào thế giới là sống từ bi. Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn thấy. Nếu bạn mong muốn tạo nghiệp tốt cho cuộc đời mình, thì trước tiên bạn phải thực hành những gì bạn hy vọng nhận được. Điều thứ tư, để có được nghiệp tốt tràn vào cuộc sống của bạn bạn nên dành thời gian tĩnh lặng trong nội tâm bạn có thể xem đây là khoảng thời gian tìm kiếm tâm hồn khi khám phá vai trò cá nhân của mình trong tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc đời bạn điều quan trọng là làm điều này mà không phán xét mục đích là để hiểu biết chứ không phải để đổ lỗi điều thứ năm sự nhất quán không thể đạt được trong một sớm một chiều nhưng khi bạn thực hành lòng tốt, từ bi, yêu bản thân và có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình, bạn bắt đầu thu hút và gửi thiện nghiệp cho đến khi nó trở thành một phần trong kinh nghiệm sống hàng ngày của bạn. Quốc Anh hy vọng rằng là qua chủ đề lần này đã mang đến cho tất cả các bạn những thông tin hữu ích và những nguồn năng lượng tích cực. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Các bạn có thể like fanpage của kênh Screen Flame 1177 Linh Hồn Song Sinh mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Tại đó các bạn có thể tương tác trực tiếp với Quốc Anh. Ngoài ra các bạn có thể gửi mail về hộp thư hylin 777 a a.gmail.com Các bạn có thể chia sẻ về câu chuyện mối quan hệ linh hồn song sinh của các bạn hay là quá trình thức tỉnh tâm linh của các bạn và tất cả những điều khiến các bạn trăn trở trong cuộc sống. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.